phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy ta đã thường nói các pháp này đều là không cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn tất cả pháp là không tức là vô tận cũng là vô số cũng là vô lượng cũng là vô biên bạch thế tôn trong cái không của các pháp cái tận chẳng thể nắm bắt được số chẳng thể nắm bắt được lượng chẳng thể nắm bắt được biên chẳng thể nắm bắt được do nhân duyên này mà vô tận vô số vô lượng vô biên văn nghĩa không phân biệt phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói vô tận vô số vô lượng vô biên văn nghĩa không phân biệt đều cùng làm sáng tỏ cái không của các pháp này thiện hiện tất cả pháp không đều bất cả thuyết như lai phương tiện nói là vô tận hoặc nói vô số hoặc nói vô lượng hoặc nói vô biên hoặc nói là không hoặc nói vô tướng hoặc nói vô nguyện hoặc nói vô tác hoặc nói vô sanh, hoặc nói vô diệt, hoặc nói đi nhiễm, hoặc nói tịch diệt, hoặc nói niết bàn, hoặc nói chân như, hoặc nói pháp giới, hoặc nói pháp tánh, hoặc nói thật tế. Các nghĩa như thế đều là do Như Lai phương tiện diễn nói khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn như lai dùng phương tiện rất là khéo léo, thật tướng của các Pháp, chẳng thể diễn nói, nhưng vì hữu tình mà phương tiện chỉ rõ, bạch Thế Tôn theo con hiểu nghĩa Phật đã nói là tánh của tất cả Pháp đều bất khả thuyết phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy tánh của tất cả pháp đều bất khả thuyết vì sao vì tánh của tất cả pháp đều rốt ráo không không có thể diễn nói cái không rốt ráo cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn nghĩa bất khả thuyết, có tăng giảm chăng? Phật dạy, này thiện hiện, nghĩa bất khả thuyết, không tăng, không giảm. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu nghĩa bất khả thuyết, không tăng, không giảm, thì bố thí ba la mật đa cũng nên không tăng, không giảm. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng nên không tăng không giảm.